Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 trang 47 đến trang 49 bài 2 thơ 6 chữ 7 chữ thực hành đọc hiểu đường về quê mẹ Đoàn Văn Cừ. Môn nhỏ là phần chuẩn bị. Các em sẽ đọc trước bài thơ đường về quê mẹ và tìm hiểu thêm thông tin về nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Rồi các em đọc cái ý kiến sau đây để hiểu thêm về thơ của tác giả Đoàn Văn Cừ. Những bức tranh trong thơ Đoàn Văn Cừ không phải chỉ đơn sơ vài nét như các bức tranh xưa của Á Đông. Bức tranh nào cũng đầy đẫy sự sống và rộn rệp những hình sắc tươi vui. Mỗi bức tranh là một thế giới linh hoạt. Người xem tranh hoa mắt vì những nét, những màu hình như rối rít cả lại. Nhưng nhìn kỹ thì màu nào nét nào cũng ngộ nghĩnh vui vui. Thì nhờ Việt Nam Hoài Thanh Hoài Trinh. Như vậy các em sẽ đọc trước bài thơ đường về quê mẹ và tìm hiểu thêm thông tin về nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Và các em sẽ đọc cái ý kiến dưới đây để mà chúng ta hiểu thêm về bài thơ của tác giả Đoàn Văn Cừ. Thì Đoàn Văn Cừ, nhà thơ Đoàn Văn Cừ, sinh năm 1913, mất 1204, quê ở thôn Đò, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thì ông sinh ra trong một gia đình nông dân. Ông còn có các bút danh khác đó là Kẻ Sĩ, Cư Sĩ Nam Hà, Cư Sĩ Sông Ngọc và ngoài thơ thì ông còn sáng tác văn xuôi. Rồi tiếp theo phần đọc hiểu. U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân, dặm liễu mây bay sắc trắng ngần, lại dẫn chúng tôi về nhận họ bên miền quê ngoại của hai thân. Tôi nhớ đi qua những rặng đề, những dòng sông trắng lượn ven đê, cồn xanh bãi tía kề liên tiếp, người xới cà ngô rộn bốn bề. Thúng cắp bên hông nón đội đầu, khuyên vàng yếm thắm áo the nâu, trong u chẳng khác thời con gái, mắt sáng môi hồng má đỏ au. Chiều mát đường xa nắng nhạt vàng, đoàn người về ấp gánh khoai lang. Trời xanh cỏ trắng bay từng lớp, sớm chợ liều phơi xác lá bàng. Tà áo nâu in giữa cánh đồng, gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng, bóng u hay bóng người thôn nữ, cúi nón mang đi cặp má hồng. Tới đường làng gặp những người quen, ai cũng khen u nếp thảo hiền, dẫu phải theo chồng thân phận gái, đường về quê mẹ vẫn không quên. Thơ mới 1932-1945, tác giả và tác phẩm, nhà xuất bản Hội Nhà Văn Hà Nội 2001. Như vậy các em vừa theo dõi bài thơ đường về quê mẹ. Thì các em lưu ý những câu hỏi ở giữa bài thơ. Câu 1, mẹ đưa tôi ở đây về quê ngoại vào thời gian nào và để làm gì? Thì mẹ đưa nhân vật tôi về quê ngoại vào mùa xuân để gặp mặt họ hàng. Rồi 2, ở các khổ thơ 24, thiên nhiên và con người hiện lên như thế nào? Thì ở khổ thơ 2, miêu tả hình ảnh quen thuộc trên con đường mẹ dẫn nhân vật tôi về quê với những rặng cây đề, con sông lượn ven đê và cồn cỏ xanh bãi tía, rồi người làm đất trồng cây. Ở khổ thơ 4 thì miêu tả cuộc sống nơi thôn quê với đoàn người thu hoạch, nông sản, cánh cò trắng bay. Rồi cánh cò trắng bay. Rồi bà sớm chợ liều đầy lá bàng rơi. Rồi đây là những cái hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam xưa. Tiếp theo câu 3, xác định thể thơ vần và nhịp của bài thơ. Thì thay là thể thơ thất ngôn, vần thì khổ thơ, 4 câu 3 vần. Nhà thơ sử dụng vần ân, xuân, gần, thân tạo cho người đọc cảm giác rưng rưng
gần gần phân thân, bần thần, như một cái tiếng chuông ngân dài, mãi nổi phân vân, ô tôi ngày ấy. Nhịp thơ thì linh hoạt, 3-2-2, 2-2-3-4-3. Rồi tiếp theo trả lời câu hỏi của bài. Một, bài thơ là lời của ai? Nêu ấn tượng chung của em về tác phẩm. Thì bài thơ là lời của người con, cũng chính là tác giả Đoàn Văn Cừ. Nhân đề bài thơ được đặt theo một cái hình ảnh khơi nguồn cảm xúc trong tác giả. Câu 2, hãy chỉ ra bố cục của bài thơ và đặt tên cho từng phần. Thì bố cục, chúng ta sẽ chỉ ra bố cục bài thơ và đặt tên cho từng phần. Thì khổ 1 là miêu tả về không gian và thời gian trở về quê ngoại. Khổ 2 là tả khái quát toàn cảnh quê hương. Khổ 3 là miêu tả về người mẹ khi xưa. Khổ 4 là khung cảnh trên đường về quê ngoại. Khổ 5 là hình ảnh người mẹ. Rồi khổ 6 là lời khen của những người cùng quê dành cho mẹ. Tiếp theo câu 3, liệt kê các hình ảnh chi tiết về thiên nhiên và con người trong bài thơ. Qua đó hãy nêu nhận xét của em về màu sắc, đường nét của bức tranh thiên nhiên và vẻ đẹp tâm hồn của con người được thể hiện trong tác phẩm. Thì các hình ảnh chi tiết về thiên nhiên con người trong bài thơ. Về thiên nhiên thì có rặng đề, dòng sông, cồn xanh, bãi mía, xóm chợ, trời xanh, cò trắng. Còn về con người thì có người lao động hăng say làm việc, trang phục, tính cách của người mẹ. Bài thơ đã vẽ lên một cái bức tranh tả thực sống động tái hiện lại cái cảnh làng quê Việt Nam xưa. Bức tranh ấy bình dị, gần gũi với những cái hình ảnh thân thuộc. Bài thơ còn là sự nhớ nhung, biết ơn của nhà thơ đối với quá khứ. Tiếp theo câu 4, bài thơ đã diễn tả được tâm trạng và tình cảm gì của nhà thơ? Thì qua bài thơ, tác giả đã ngầm thể hiện sự biết ơn quá khứ, biết ơn người mẹ. Câu 5, em thích nhất hình ảnh chi tiết nào trong bài thơ? Hãy tưởng tượng và miêu tả bằng cái lời hoặc là vẽ lại bức tranh thể hiện cái hình ảnh chi tiết đó. Như vậy, em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ? Thì các em có thể tưởng tượng chúng ta miêu tả bằng lời hoặc là vẽ lại bức tranh. Thì ở đây cô ví dụ, em thích nhất là hình ảnh người mẹ trong bài thơ. Người mẹ được hiện lên qua bài thơ thật đẹp nhưng cũng thật bình dị gần gũi. Đó là hình ảnh người phụ nữ xưa với vẻ đẹp truyền thống. Qua bài thơ, hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ nét. Người mẹ đẹp, cái đẹp của làng quê gắn với hình ảnh cô thôn nữ như tác giả so sánh. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Và chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.